Hôm qua, 16 tháng 10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham gia của 1.052 đại biểu với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tại phiên thứ 1, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội. Theo đó, đại hội hiệp thương cử 51 đại biểu tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã thông qua quy chế chương trình làm việc, thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới cho công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh, chung sức đồng lòng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.